chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh nha. Đã đến giờ cơm chiều. Tiêu chuẩn sĩ quan lính được cung cấp đầy đủ đồ ăn. Bây giờ cơm chiều. Cơm chiều là bộ đội đem đồ ăn tới, đẩy một xe đồ ăn như vậy. Họp vô hết, kỹ lưỡng đâu rồi đó. Có chuối nè. Ăn xong là mọi người dọn ra ngoài đây. Giờ cơm chiều. Mọi người xuống lấy cơm. Này, tự động lấy. Thôi đó, bên kia là lính đem tới rồi, người ta qua bên kia người ta ngồi người ta chờ, khi nào mình ăn xong rồi người ta sẽ dọn đi, người ta tới là dọn, là mình phải dọn gác dọn đồ. Nói chung là mấy anh em ở đây, những người ở đây rất là ý thức giữ gìn trật tự sạch sẽ, chứ không phải ăn uống rồi muốn dục bừa bãi, trách nhiệm lắm. Một người làm là người khác cùng chung nhau làm, chứ không có sanh nạnh nha. Gác rến rồi lau chùi dọn dẹp, chứ không phải chứ nhà nước đón về mở cửa cho về rồi đến đó ăn rồi còn chê còn chửi rồi live stream rồi chửi, bảo là nhà nước không có lo cho dân. Bà mẹ bên mẹ kia thì hàng Mỹ, nó bỏ cù lăng cù lóc nó về bên đây đó, mấy em nè, thấy không, mấy em rất là vui. Đó là bữa cơm của các em, mấy em sinh viên ở đây rất là thấy thương lắm. Tôi nói với anh chị các bạn, dọn bàn cờ à. Dọn đi ăn rất thoải mái. Ê, chào bác. Ngon quá nhờ. Các em ở đây rất là dễ thương anh chị các bạn, phải nói là rất là tự hào về các em. Hello. Anh chị các bạn thấy đó, đây là những em sinh viên ở Mỹ về đó. Cán bộ ở đây thì rất là chu đáo và nhiệt tình luôn. Đúng. Một ngày là check 5 lần. Đấy. Đó. Chỉ khoảng rất là cho coi cắm lên mũi phát lên hơi đầu tí thôi. Ừ. Các bạn thấy đó, mấy em ở đây rất là thấy thương, các em rất là tự giác và ý thức trong cái cuộc sống đó. Mà rất là vui, có mấy em ở đây này, rất là vui, sôi động. Mình nhờ cái đầu tóc bạc, mấy em lúc nào cũng dành làm hết trơn, nó cười lắm, nói là bác, kêu mình bằng bác. Nhờ cái đầu tóc bạc mình lên cái bằng bác luôn. Bây giờ mình ăn. Bây giờ tới mình ăn thôi, xin chào chị các bạn nha. Hả? Dạ không có gì anh. Đang trực tiếp mà anh em ăn căng đồ đó. Để chị cứ vô cái quán giúp tụi ta bảo là mặt em có